Một cầu có ai không? Một cầu có ai? Rồi xong. Sao? Hành vi là trốn trong một cầu. Hello, xin chào mọi người, team Offlub và Olub. Và hôm nay tụi mình trở lại rồi với một cái series Minecraft 2006. Dịch ra có thể là chúng tìm đó các bạn. Các bạn thấy có gì lạ không? Thì như tên của tất cả các thành viên trong cái map này nó không hiện. Các bạn biết tại sao không? Chúng tìm mà chúng tìm đúng rồi, thấy đúng rồi. Chết rồi. Đúng rồi, đập sống. Đi ra, đi ra, đi ra. Ok, và bây giờ chúng ta hiện tại là chúng ta sẽ trốn tìm ở một cái map có tên là Hello Neighbor, tức là ông hàng xóm xấu trai. Hello hàng xóm. Xin chào. Xin chào, tôi là Mark. Vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh. Hello tôi là Mark. Hello tôi là Mark. Hello tôi là Mark. Đi. Hello tôi là Mark. Bắt đầu vô chơi á bạn. Ai bị? Ai bị? Da đen nhất thằng đó bị. Ôi tao da đen nhất mày ơi. Đúng rồi, thằng nào da đen nhất là thằng đó bị. Và đây là cái căn nhà màu vàng, tức là căn nhà chuối của mình. Đây là các bạn thấy không? Đây là cái căn nhà chuối. Và bên đây là cái căn nhà của ông hàng xóm. Thì bây giờ Bảo da đen sẽ đóng vai làm ông hàng xóm. Và tụi mình sẽ đi trốn ở trong căn nhà của ông hàng xóm. Okay, mình sẽ mỗi đứa là có một cái 64. Ok, em đứng ngay gốc cây này nè, Bảo em đếm 5, 10, 15, 20, 30, 45 gì vậy? 5, 10, 15, 20. Rồi Bảo vô nhà màu nhà chuối đi Bảo. Vô trọng nấp đi. Nấp hả? Nấp bộ tuyết. Ủa nhà màu xanh, đó. Nhà màu xanh chứ, nhà hàng xóm mà. Thì bây giờ mình vô nhà hàng xóm mình trốn nè, da đen nó sẽ qua nhà của mình nó ở. Đó. Chốt. Chạy trốn mấy đứa ơi. Chốt. Ok. Mình đến đây mình thủ á các bạn ơi. Ok, mình sẽ đi trốn rồi. Ra ngoài là nó thấy không được điên đó. Em quýnh với thằng nào thằng đó chết. Đúng rồi, đúng rồi, đánh với thằng nào thì thằng đó bị sẽ ra ra gốc cây đứng. Sao nhà ông hàng xóm này nhỏ xíu vậy? Tìm nha mấy đứa. Ok, đẹp được chưa mấy mé? Rồi đếm đi mấy mé. Đếm tới 100 rồi tìm đi má. 50, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 2 tỷ. Đi. Ok, mình sẽ xuống dưới này. Đi đi. Mình đã thấy hàng da đen rồi các bạn. Giờ phải cho nó cái gợi ý nha. Tôi đã ở chỗ thấy được hàng da đen nha. Nó vô nhà, nó chung với giới nhà ai kìa. Tôi đang ở chỗ mà không thấy được cái gì hết. Rồi sao? Tôi còn không biết tôi đang ở đâu nữa. Tôi vô nhà rồi. Nó về. Một cầu có ai không? Một cầu có ai? Rồi xong. Sao? Hành vi là trốn trong một cầu. In your face! No! No! I'm gonna die! I'm gonna run! Phải có cống nè! Vậy có chỗ cống nào nữa hả? Chết mẹ! I'm run! Xuống đi lên! Ở đây là ok! Nấp đây! Cái gì mà Zero of Gamer? Trời, Game Mode Creative là sao vậy? Người ta lấy kiếm cho đánh mấy má ơi. Ông bài kì cái khuôn báo mấy má đánh cái gì. Ông hàng xóm này ghê quá, ông hàng xóm lấy kiếm kim cương. Thấy kiếm đá. Ôi mở kiếm ra ngoài kìa, đi ra ngoài kìa. Anh lấy chị đi rồi, anh lấy chị đi rồi. What the heck has happened? Anh lấy chị đi rồi, nước mưa. Where are you? Các bạn có đây lấy chị đi luôn các bạn. Nó ở góc kia bên tay phải của mình. Where are you? Nó ôi kia đi nó cầm bóng tiếng nó chở gì cơ. Ôi hơi lúc tôi tự chết luôn. Chết. Ê lắm chạy qua nhà ông hàng xóm. Lắm chạy về vậy rồi. Lắm chốt chỗ đó là bảo đâu không ai thấy luôn. Đây ủa cái nhà này thiết kế kỳ vậy, thiết kế có đường cục là sao? À, để tao biết ở đâu rồi. Tao biết ở đâu rồi. Biết luôn. Đó không biết mà nó đâu đâu. Tao biết mà nó đâu rồi. Mày á mười. Mày đã thằng nào bị bắt vậy? Không chưa, thằng nào bị bắt đó. Ủa máy chưa đó. Mày vậy bắt. Mày chấm dây không? Đâu. Con hàng chú lâu chó kìa. Hàng chú lâu chó nè. Sao hay vậy? Ơ
mát mát em biết mát. Dạ dạ em biết rồi anh, em biết rồi, em biết rồi. Nó chạy chứ kìa kìa. Bắt đầu chó. Oh my god. Ông hàng xóm đang phẫn nộ. La. Từ từ nó chạy ra ngoài rồi, nó chạy ra ngoài rồi. Ui, chạy ra ngoài rồi. Thằng Bảo nó bị ngu quá. Chạy xe lên Bảo. À thấy ăn cỏ trên kia kìa. Thấy bác được kìa, bác ngồi vô. Má chờ không có bóp đồng loại vô má. Bảo ơi, where are you now bitch? Mày biết chuối đang đâu không? Đó ra đây tao thay cho mày. Chứ cửa nhà bác. Mày ở đâu? Nó dưới dưới bác á. Vô đây nè bác, vô đây nè bác, vô đây, vô đây nè bác, no, I don't wanna die, no, please, I do young to die, no, why, I talking so much English, why, cái tường, cái tường, cái tường, chạy vòng quanh nhà luôn. Ê, à, tôi dắt cái lớp bi luôn rồi. Ôi, nó thì là nó... Có dấu hiệu đó, ổng đang ở ngoài. Lẹ lên. Đó, các bạn có thể thấy là nhìn rất là xung quanh. Rất là đẹp. Ôi, nát các bạn. Đúng mắc cười luôn á, nhìn. Bảo bảo kìa, chuối chạy kìa. Thấy rồi. Chuối lên. Lên chuối. Lên. 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 Lên con mò. Lên con mò. Lên con mò. Bảo yên thương mình chuối ơi. Bảo tới rồi. Thằng con mò tôi biết mày giấu đâu rồi nha con. Thôi dí chưa chưa. Chuối chạy đi. Chơi đã chờ. Giấu đâu. Giấu đâu. Chuối lên đường. Một hiệp, một mạng nữa rồi. Thằng bò nó trốn được rồi, thằng bò nó trốn được rồi. Ôi trời, mát luôn. Tại cái mát gì nắm nó bay bò nè. Em bò bò em nhìn nó bò. Tụi bay chơi ăn không được vá cho đúng không? Ủa có người lấy trên này chứ. Thấy rồi, nó biết xếp bên anh luôn. Nó đứng tình dưới. Ông chó nó rồi. Chạy xuống đây. À kể ý nha. Trong cái bụi cây á. Trong cái bụi cây nắm vua bóp gái 2016. Bụi cây vô đây. Bụi cây. Hello. Hello. Rồi hồi nãy anh bị bắt trước. Thằng Mark. Rồi Mark là ông hàng xóm à. Em hả? Okay. Em bị hả? Đúng rồi. Ok. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ê, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Rồi chưa? Rồi. Ok phải không? Rồi em đi đây. Đi đây. Im lặng một cách là Jingle way. Mọi người ơi, anh up gumball set game mode in creative. Lộn mà. Anh không thích, anh không thích cái thái độ của chú. Ê, rồi đó nha. Vô nhà rồi đó, trốn đi. Rồi mát vô nhà rồi đó, trốn đi. Chết, quên chỉnh. Sorry này anh chú quên. Ờ mát vô nhà rồi đó, trốn đi, hay lắm cho anh đi. Hay lắm. Trong nhà có cái gì, không có gì. Hả? Trốn vô hồi xí. Trốn dưới nhà xí. Ủa này sao leo lên trời. Tôi nghĩ là tôi thấy được một người rồi đó nha. Oh no, không phải. Bé lộ cái mana canh rồi con. Thế làm sao để lên tường vậy? Đè G là sao nữa? Nhảy lên đè G, cứ đè G rồi bấm nút lên. Không được. Được mà, em bấm được rồi. Cái tường này trơn quá à. Trơn. Nó chét chiếc nhà. Có ai ở nhà không? Không được. Cái tường này nó không được. Rồi. Em biết chuối đâu rồi. Chuối ơi. Chuối lên cây rồi. Chuối lên cây rồi. Cái tường này nó không được. Ai còn biết tường leo được hay không? Cái chuyện tường leo được hay không là chuyện của anh chứ. Tường leo được hay không là chuyện của anh. Chốt được hay không là chuyện của em. Cái chuyện mà bắt được anh hay không là chuyện của em, anh hiểu không? Là
đây, ra đây Nam ơi. Ra đây Nam ơi. Chờ chút không ra đây Nam ơi. Lên đây, chỗ này là chỗ ăn thàn chết à. Chuối ăn góc này anh chuối. Ôi chết chuối, chết chuối rồi, chết chuối rồi. Chết chuối rồi. Chết chuối rồi. Ôi, con nào ăn tôm tiết ngoài. Trời, 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 yes, một em. Lấy từ không được. Thằng Bảo á chuối, thằng Bảo là thằng Bảo anh á chuối. À, em biết mọi người ở đâu rồi. Em nghĩ là em biết mọi người ở đâu rồi. Ủa sao không có lực lên không khói vậy? Chửi gì vô cái nghe. Bánh chửi ngay đây bánh. Em biết mọi người ở đâu rồi. Ở đâu? Ở đâu? Rồi, đi trong khác luôn. Giỏi. Giỏi. Sao rồi? Mát nãy giờ bắt được có mới con mình anh không mát? À, em bây giờ em không biết là em có thể leo trên đó không. Em thấy nó rồi. Em thấy thằng cờ hó Bảo rồi. À, nè không tới nè, nè không tới nè. Ơi, sao muốn tuyết dội lên kìa. À, từ từ, từ từ, đang kìm đường lên. Nhảy mà cũng từ từ nữa, thôi biến luôn đi. Nhảy mà cũng từ từ nữa. Nó trốn đây rồi là. Em thấy nó rồi, em thấy nó nãy giờ rồi, nhưng mà em nghi nó từ nãy giờ ngay chỗ đó rồi nhưng mà. Ê, 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 cái gì vậy? Bác sĩ rồi, chết. Em nghi tới từ nãy giờ rồi. Nãy giờ, ủa, nãy giờ, bạn có lên được hay không? Bạn bắt được tôi không? Từ đó giờ thành người vợ đó rồi. Từ đó giờ lên tường không à? Nếu à, có luật nào cấm leo tường không? Đó, tôi chạy đi. Ủa, được trốn với Hầm mà, tôi tưởng nó không được trốn với Hầm, nên tôi đâu được xuống đâu. Chấm tiền là chơi cái máu là trốn đâu cũng được mà. Chết mà. Đây là cái đường ngầm bí mật nhà của ông hàng xóm. Nam ơi, where are you now, baby? Mát ơi, bắt tôi mát ơi. Nó chỉ rồi rồi. Where are you now, baby? I love you so much, muốn mua. Gây quá. À, trời ơi, sao mình chơi mấy cái này dở quá vậy? Chú bị bắt đầu tiên rồi. Anh bậy không, mát dở quá. Mát tôi lít. Ờ, rồi, em đứng ở đây nhậm kia đi. Trên đi nãy giờ trốn đâu hả? Trốn đâu hả? Trốn trên cây. Trên cây. Cây. Cây nào? Rồi anh chuối giờ cây đó nào nè. Nhà màu màu vàng á. Sao được? Ông nãy giờ có đi quen qua đây đâu. Ờ vậy hả? Trên đây nó kêu đổi nhà kìa. Nãy giờ trốn bên đó rồi. Giờ trốn bên nhà kia đi. Ừ. Ok, trốn bên nhà kia, trốn bên nhà kia. Nè, mấy chú cầm theo anh nha. Anh sẽ dẫn mấy chú lên nấu. 5, 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 5
Ôi trời. No. No. Tôi xin tí snowball cho mấy fan. Ê, ơi. Ai? Ai? Trời ơi. Trời ơi. Ê, leo lên sao Johnny? Đẹp lắm bay lên. Bên kia kìa, đây đây đây. Trong cái lông hơi á. Ừ. À, 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 biết rồi. Phải có gỗ mới lên được hả? Chịu muốn cái gì? Thằng kia kìa, hi, hello. Hello, tôi là chuối. Đây, 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 đây. Có bò chưa? Hello, tôi là chuối. Ủa cái cửa này qua không được. Hello tôi là chuối rồi. Chú ơi đi ông khói chú ơi. Trời ông khói này chú ơi lên đây chơi tụi em chú ơi. Cái này đuổi bắt rồi trốn tìm gì đó. Cái này gọi là ăn hiếp rồi. Ê tao nghe tiếng mở cửa. Tao nghe tiếng mở cửa. Mày ơi tao sao kìa. Tao nghe tiếng mở cửa. No, 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 no,
Ok, một mày thấy chưa, em thấy chưa má? Bắt rồi phải vậy đó. Nhưng mà anh bắt cái thằng gài với cái trận hồi nãy. Rồi giờ làm lại nha, làm lại nha, làm lại đầu nha. Ôi, 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 làm lại giờ để mình bắt mấy thằng còn lại. Chỗ này cục đường rồi, rồi sao mà đi được nữa. Cắm bê bê qua đây nha. Hello, Bảo ơi. Quá nó bền ngạm lên chuối. Tại sao có mấy cục xanh ở đây? Đây nó bị nắp bên nhà kìa chuối. Chạy. Ủa vậy? Sao mà bạn nó ơi? Sao kìa? Muốn nào đào đào lỗ vậy? Ôi chơi chưa đào lỗ hả? Gì đào lỗ đây đó? Cổng cổng lên chuối. Cổng cổng trống lên chuối. Mày chạy sao lên từ đó vậy? Ủa, nghe nghe tiếng bước chân. Ôi, ôi, đau cái gì? Đâu đâu đâu, nắm mà nắm dạ. Đánh được không ta, đánh được không ta? Được không, được không, thấy gì không, thấy gì không? Không thấy gì á. Thằng nào đi hang hoài nhất lâu quá à? Kìa hai nó biến đi anh, cho tàng hình đi, cho hai má uống nước tàng hình đi. Đi ra chỗ khác, chỗ người ta đang làm việc. Không thấy. Kì vậy? Biết rồi. Ở đây con cái nè. Con cái nè. Con cái gì quá, con cái. Ủa nghe tiếng bước chân nghe vậy. À giờ mất. Em biết trên đi đâu rồi. Ê. Ở đâu trường sao khỏi tìm em. Cái ông cống mà em trốn á, trốn. Phải không, ngày cái ông cống mà. Nơi ở đây có một cái đường hầm luôn, đường hầm bí mật luôn, ghê vậy. Rồi, anh Chúa trốn đâu rồi, anh Chúa dưới đang đâu rồi, thôi mình đi vòng vòng. Ê, ê, tí mở cửa. Wow. Mới như chân phải nó ép hết đi mà. Hay lắm. Chú đâu rồi? Hay lắm. Anh nghe cái câu mà có tiếng mở cửa là anh biết chú đang ở đâu rồi. Ê sao mày? Thằng nào đây? Anh sao nó tàng hình vậy? Thích. Ủa? Bởi vì tàng cái tàng hình thôi. Ui. Hai bảo. Ui, chết rồi. Rên bò. Rên đi bò. Bò đua đi. Gì vậy? Chạy đi bò. Bà đâu? Bà đâu? Bà đâu? Bà đâu? Bà đâu người ta? Bà chứ gì? Bà thầy đâu tới thầy nè. Bà đâu ghê vậy ta? Bà bị Minh Béo kiếm. Bà đâu? Chó cười. Bà đâu? Cây đó nhìn lên. Thấy không chuối? Thấy em không? Thấy em không? Thấy cái mắt kiến không? Nó đây nè. Có đường đi lên luôn nè chuối. Ở trong nhà nhỏ có cái đường đi lên luôn nè chuối. Chú ơi, ở trong nhà nhỏ có đường đi lên luôn nè. Ông mày sớm điên rồi. Ở trong nhà luôn. Ở trong cái nhà nhỏ nó có cái cầu thang đi lên kìa ba. Ủa có. Nó chạy tới đâu luôn rồi. Nó chạy bà thôi. Nó chạy nè. Chơi chỉ điểm. Giờ mà hòa bọc. Chơi chỉ điểm. Chắc rồi trời. Chỉ điểm ấy thương luôn á trời. Nói gì à? Chi điểm mà con thấy thương luôn á má ơi. Trời ơi. Bị cái gì rồi á ba? Trời ơi. Thấy thương cho thân phận người đàn ông. Bê đâu mà bảo? Nó chạy nhà đó. Bỏ đâu rồi? Nhớ nhớ cái cấm cũ không? Nhớ. Đó. Ê. Tới. Ê. Thấy mắt kiến không? Thấy mắt kiến nè. Hay quá, hay quá, cảm ơn mắt kiến nha. Đi trước nè. Mình trốn không được là mình phải hại bên kia không? Nhìn ra cửa, nhìn ra cửa đó chị. Mình là phải mình chơi ăn gian không? Chứ kiểu. Bye bye. Tiếng mở cửa ai? Ông chuối cũng cừu bắp như mát à. Ông chuối tìm được nhiều người không? Anh bắt được hai thằng đầu tiên nha. Có hai thằng. Hai thằng, em bắt được thằng. Không thấy. Không thấy. Cái hố nãy á. Nói chứ. Đi theo bên cái bắp kiến. Bye bye. 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 Ông chuối bị.
Chạy ngang lưng luôn ghê được chứ. Cái rồi rồi cắn đi nó từ yeah còn cho đi what the hell what the hell chuối tới hay lắm xanh á, hai bên màu xanh nó có cái ống cống nhỏ hai bên cái màu xanh nào thấy không sao nãy không ai giúp em vậy sao có nhiều người giúp chuối vậy cống hai bên á người vô nè vô Ủa tụi nó chơi tụi nó chỉ quá trời luôn rồi mấy bạn thấy nha. Thấy chưa? Mình chơi không ai chỉ á, ông chú chơi quá trời người chỉ luôn. Mà ông chú tìm gỗ ra nữa, chú buồn bắp hơn mình. Chạy đi, run. Run. Chua. Ôi má, kinh dị, kinh dị mẹ. Kinh dị quá à. Ủa sao này đập ra rồi. Tôi bị khoan rồi, cái bóng. Em muốn thét lên cho thoa tan nỗi niềm đủ. Ê tôi sẽ đâu được. Thầy cái gì mà lên đi. Lên cầu thang. Cố lên trên đi. Lên luôn trên đi. Nó rồi. Yes. Chốt rồi. Trên đi run. Run for your life man. Bây giờ là trận đấu với một con chuối. Ông chuối và một con bò. Chuối. Nó chốt chỗ hồi nãy anh với em ở nhà anh á. Gốc cây á, gốc cây sau vườn á chuối. Té cây rồi, té cây rồi. 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 Bò tắm. Bò tắm chết. Ê, 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 ê. Ủa sao vô không được? Chạy rồi, chuối ơi. Chạy rồi. Kìa kìa. Chạy bị chém rồi. Yes. Chạy đi lên đường. Ủa? Ủa chứ bạn tự nó chết. Trời ơi. Qua rồi, má nó bước lên kìa. Nó dám chống cự cho ông hàng xóm, nó quăng thuốc độc vô ông hàng xóm luôn. Không phải. Sai rồi. Rồi phát cửa luôn. Má ơi. Má đừng mình ghê vậy trời. Dám chống cự ra mày gió hả? Bảo vệ trên đây đừng có qua. Bảo vệ trên đây. Trên đây chạy đi trên đây ơi. Chạy đi. Bảo vệ trên đây. Chạy đi. Chạy đi. Chạy trên đây ơi. Chạy đi. Ôi ôi. Nó được rồi. Trên đây chết rồi. Chết rồi. Ok. Rồi chúng tới trận 3 ai bị nè. Tới nấm bị. Nếu các bạn đó để là một like, một share để ủng hộ cho team Upload tụi mình làm tiếp nhân tập tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại. See you and bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.